Trong báo cáo về dự báo thương mại toàn cầu về thị trường Việt Nam, HBC nhận định xuất khẩu của Việt Nam sẽ tăng trưởng 11% trong giai đoạn từ 2016 đến 2020. Các chuyên gia HSBC nhận định dòng vốn FDI mạnh mẽ trong những năm gần đây đã góp phần đa dạng hóa xuất khẩu của Việt Nam và dần dần đưa Việt Nam thâm nhập các khu vực đóng góp giá trị cao hơn, trong đó thiết bị công nghệ thông tin chiếm đến 25% giá trị xuất khẩu, tăng mạnh so với mức 10% cách đây 5 năm. Bên cạnh đó, lực lượng lao động lớn, trẻ có tay nghề cao và chi phí lao động thấp cũng là yếu tố tiếp tục thu hút những nhà sản xuất các mặt hàng như quần áo và phụ liệu gia nhập thị trường Việt Nam. Cuối cùng phải kể đến chính sách hướng tới mở cửa thương mại và những yếu tố cơ bản của kinh tế vĩ mô ngày càng ổn định. Theo báo cáo cạnh tranh toàn cầu mới nhất của diễn đàn kinh tế thế giới, giá trị xuất khẩu của Việt Nam tăng 9,6% trong 9 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ. Trong khi đó, xuất khẩu tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore hay Malaysia đều giảm vào cùng thời điểm.